Và sau đây ngày hôm nay trời đã mưa liên tục liên miên, cho nên là bây giờ hiện tại em sẽ kéo lôi tất cả các thành viên bên thi bào chuối. Chuối chiên em sẽ để vô chiên. Quế lấy cái dầm bà quậy ra. Đó. Chuối chiên này á, tại vì sao mấy đứa này nó bào giờ nó nát hết trơn rồi, quậy quậy ra lẹ lên đi. Quậy ra. Bớt lửa lại. Quậy ra đừng cho nó dính. Quậy qua đừng có cho nó dính chảo. Ờ, khuấy ra đẻ lên đi, một một. Chuối chiên này á, tất cả anh chị em nhớ nha, chiên xong rồi nó sẽ giòn xong rồi, cái mình ngào với bơ, bơ với đường thì mình sẽ ăn rất là ngon. Nhưng khi tất cả anh chị em để chuối vô nhớ bư ra nha, chứ để nó dính nhau là nó sẽ không có ngon đó nè, nó dính nè. Mình sẽ bư ra liên tục, bư ra từng miếng cho nó rời ra. Để sao? Để gì? Chứ miếng chuối nó sẽ chín nhanh hơn, nó sẽ ngon. Mà chuối này ngào đường, ngào bơ ăn ngon lắm. Qua Thái thấy người ta làm rất là nhiều bằng máy luôn. Vừa bào xuống cái là để xuống máy, vừa bào xuống cái là để xuống máy liền. Mà Thi đang tìm một cái nơi công ty ở bên Thái Lan đó, để Thi học cái nghề bào chuối. Mua máy bào chuối xuống dưới cái chảo chiên luôn, bào ra chiên mình bán luôn. Thì thích làm như vậy. Nhưng mà thôi, tại vì biết sao mình làm ăn mà, rảnh rỗi cái làm cho nhân viên ăn cho đỡ thèm. Mình ăn thấy ngon cái mình làm tiếp tục. Chuối này thì làm ở thành phố hoài à, thì làm nhân viên Thi nó khen hoài cho nên làm nó hơi lâu. Bào chuối nó hơi cực. Thì sắp tới đây nữa thì Thi sẽ làm cho nhân viên Thi ăn thôi. Hồi xưa có làm bán ở trên thành phố mà bán rẻ quá hơi cực lắm. Bào chuối hay nó dính tay dính mũ tùm lum hết trơn. Về đây bán xong 3 tháng rồi trời mưa là Thi hốt bạc được rồi. Là nói chung ra là Thi về Thi kiếm vốn được rồi đó. Là Thi không có thiếu ai hết. Mà Thi cũng dư được 3 tháng nay dư được cũng được 100 triệu, 100 mấy chục triệu. Cũng đỡ đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Nhưng mà tháng này thì tháng này là sụm nụ. Sụm nụ thì tháng này thì sáng sau kiếm được. Còn kiếm không được nữa mình sẽ giải tán về thành phố. Cảm ơn tất cả anh chị em. Nhưng mà kỳ này mà có về thành phố Hồ Chí Minh á thì sẽ làm hoành tráng. Màn hình LED luôn. Ở phía sau lưng Thi chơi màn hình LED hết. Đó, rồi chơi kiểu như sân khấu, chơi mà cái kiểu như là giống như bia club vậy đó. Nếu mà mở bia club Thi mọi người thấy hợp lý không? Ăn tất cả các món ăn buffet. Còn gỏi á, mà nếu Thi có đâm gỏi á là Thi sẽ bán gỏi thôi, còn ngoài ra buffet hết. Đi cái lớp buffet này nọ đó, vô mua vé 200 mấy, 250, 300 này nọ. Cái vô nhảy múa hát này nọ cho nó vui nhộn nhịp. Nếu Thi mở thì phải kết hợp chung với những người nào đó giống như là cộng tác lớn lớn á. Giống như là ai hợp tác chung mà người ta sành điệu bên trường hợp đó, người ta lấy thương hiệu mình để mở chung á, rồi chia đôi thì ok. Còn nếu mà mở mình nên thì Thi nghĩ là tương lai mai sau thì mở cái đó thì nó hơi khó khăn tí xíu. Về vấn đề đó thì thôi, Thi chia sẻ gì thôi, nếu mà được thì mình vẫn vui vẻ. Thì cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn quan tâm yêu mến cuộc sống chia sẻ mỗi ngày tại quán Thi Thi Bình Dương. Nhưng mà có một cái từ cái tháng mưa này nè, Thi mua bông về quá trời luôn, mua bông. Thi mua bông mua hoa về để Thi biết xong Thi trồng này cho nó tươi. Nè mua cây nè, trồng cây, trồng cối, trồng tất cả các thứ bông. Mà mọi người mà không có bông thì nó không có đẹp nha, phải có bông thì nó mới đẹp. Mọi người thấy bông đẹp không ạ? Đã 40 ngàn à, mua đem về cái mình chiết vô những cái chậu. Cái nhà này có chậu nhiều lắm nhưng mà không ai trồng bông, cho nên Thi mua về Thi trồng. Khi mà có bông có hoa cái nhà mà nó vui lên liền. Mà Thi nghĩ vậy nè, thôi kệ đi, giờ Thi tuốt lên cái nhà từ từ. Đợi tới cái tháng mà tháng 10 đó, tháng gì ta, Noel đó, 10, 11 Noel rồi. Thì cho nên là Thi sẽ trang trí trước cho nó đẹp. Thi trang trí từ từ. Còn cái việc mà bán mỗi ngày thì nói chung tháng mưa không ai đi ăn đâu. Đó, mình đã biết trước rồi mà. Mình biết sẵn như vậy nè. Khi mà ra kinh doanh mua bán là mình phải có kinh phí cao là một, với lại mình dự trù kinh phí mình là hai, để khi mà mình có vấn đề gì xảy ra, đặc biệt là mưa là một. Với lại nhờ con cái gì nè, mọi người yêu mến Thi sẵn rồi, thì chủ yếu là có sản phẩm để đưa ra cho mọi người mua thôi. Khi tất cả anh chị em yêu mến nhiều quá cho nên là Thi quay phim lên một cái là tất cả anh chị em đến đông đúc, đến ủng hộ. Mà khi mà đã ủng hộ rồi, bắt đầu cái Thi bán được cái mình có tiền, cái mình đỡ lỗ kinh phí. Cho nên là mỗi ngày Thi không bị lỗ kinh phí là cái chỗ đó. Nói chung ra vậy nè, cái trời mà đang mưa á, bắt đầu cái mình mua cà phê mình uống cho nó nóng nóng mát mát. Ly nhiêu không xả? Ngọt không? Hả? Uống sữa thôi, đừng để đường. Ngọt không á? Ngọt đi. Nè cà phê mà có ông địa luôn. Nói chung ra là bán cũng cầu ông địa này nọ. Anh ở đây với vợ anh hả? Mình ơn vợ? Đây một mình thôi. Vậy tối nay em qua đây với anh nha. Tối nay về nhà. Ủa tối về nhà hả? Tối đưa em về nhà luôn. Rồi hiện tại là Thi đang đứng một cái con mương nhỏ nhỏ ở gần quán nhà Thi Thi. Thì đây là đặc biệt là như vậy, tháng mưa
Hoặc là giống như là buổi sáng là nước trong tất cả các những nơi nó chảy ra được cái mương này. Nhưng mà cái mương này buổi tối á thì có nhiều người mua bán hàng rong ở đây nè. Giống như đặc biệt là bán quán nhậu nè, người ta sẽ trải bàn cho ngồi ở đây lãng mạn lắm. Giống như là phố cổ Đà Lạt vậy đó. Giống như một cái con đường đi Đà Lạt vậy đó quý vị. Mà đặc biệt hiện tại là thì đang đứng ở đây là trời đang mưa. Ông trời đang mưa mà thì đứng lại cái cảnh này á thì nhớ lại cái cảnh mà thì đi du lịch nè, Đà Lạt nè, Hà Nội nè, giống như là Sapa nè, thì có những mấy cái cây này mọi người nhiều khi đóng tiếc luôn á. Nhìn nó thích thích luôn. Ngày xưa mà lúc mà thi mới ra bán đầu tiên á là cái con đường này là để dành cho xe hơi. Xe hơi để đây thoải mái, không tính tiền, không tính phí. Vì cái đường này người ta cho để xe hơi. Đây nè, cái đường này. Với lại một cái nữa là nhiều người ở nơi đây cho nên thi muốn quay lại cho mọi người xem. Tại vì tối mà thi rảnh rỗi á là thi ra đây nè. Thì uống uống lúa mạch nè, uống đế nè. Thì cái đường này buổi tối có vài quán ở đây nè, bán ở đây vui lắm. Nhưng mà mọi người thấy cái nhà người ta không mọi người? Trồng bông, trồng hoa thấy đẹp quá ha, tươi tắn ghê không? Đó, tại vì cái con đường này là cái con đường yên tĩnh. Và một cái nữa là cái con đường này á là ít có ai bán đồ, bán quán nhậu à, chỉ vài cái quán ở đây với quán cà phê đây, nhà cà phê. Nói chung ra là cũng dễ thương lắm, cái khu này bán đồ ăn cũng nhiều lắm. Có bán cơm nè, bán phở nè, bán thức ăn nè, thức ăn cho chó cũng có luôn. Bán bắp, bán đồ này nọ, nói chung là cái đường nhà Thi á. Cái đường nhà của Thi cắt tóc với làm nail là nhiều lắm. Nói chung ra là vậy mà tại vì biết sao không, Thi muốn chia sẻ cho tất cả anh chị em mình biết đi. Nhiều khi tất cả anh chị em đi xa mà yêu mến Thi quá đó, sẵn tiện đi chơi rồi ghé ngay đây chơi, rồi muốn selfie chụp hình nè, thì ra qua ngay chỗ cái hẻm này. 1.000 người xem thì cũng có 100 người đến, 10.000 người xem thì cũng có 1.000 người đến. Thì cho nên là Thi nghĩ là cũng sẽ có người đến vì người ta yêu mến mà. Người ta chủ yếu xem ở trên đây thôi. Người ta yêu mến thì người ta sẽ đến. Còn cái việc mà người ta không yêu mến mình á thì nói chung ra là sẽ cũng có nhiều điều, có nhiều người người ta sẽ không thích thì người ta sẽ nói sao cũng được. Còn cái việc mà người ta thích Thi rồi thì Thi nói sao người ta cũng thích. Nhưng mà Thi nghĩ là người thích Thi là 80% đó. 8 điểm cho nên Thi mới bán được 7 năm. Còn 2% mà người ta không thích á, cái đó là lý do. Tại vì nói chung mà trên đời đâu ai thương mình hết đâu, ai ghét mình hết đâu. Có người ghét, có người thương mới gọi là cuộc sống trên xã hội này. Thì mới có cái điều mà khuyết điểm hoặc là giống như là những cái điều sai sót của mình đó đó. Mình có thể là thay đổi với cuộc sống của mình được và thay đổi những lời nói của mình được thì mình nên phát triển tốt đẹp hơn. Còn nếu mà người ta ghét mình rồi, mình chửi lại người ta, bắt đầu cái mình chê trách lời, chỉ trích lời người ta nữa thì người ta càng ghét mình nhiều thì mình mua bán càng không được. Nhưng mà Thi không phải là Thi không bán được nha, tháng 10 thì vẫn bán được. Thì vẫn trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên Thi. Hiện tại là nhân viên nhà Thi là 17 người. Thì vẫn nuôi được, lương tháng thì 7-8 triệu. Nói chung là vậy, bán ế thì 7 triệu, bán đắt thì 8 triệu. Đó, còn bán đắt nữa là 9 triệu. Nói chung ra nhân viên thì tùy à, nhưng mà ăn uống là khỏi chê. Ăn uống ở nhà Thi á là nói chung ra là cho ăn uống thoải mái. Ở đây cái quán kế nhà Thi là quán cơm nè, để mua cho nhân viên Thi ăn nè, mỗi ngày nè. Buổi sáng cơm thịt sườn nướng. Rồi vậy à, chị bán cái gì vậy? Bán bánh mì thôi phải không? Bán bánh mì giờ, bánh mì bơ hả? Nhiêu bịch vậy? 20 hả? Lấy cho em 5 bịch đi, ủng hộ chị đi, cho chị có tiền, đứng ngay đây đẹp hơn không? Thật ra là biết sao không, trời mưa mà giống như là mọi người xem chương trình này chắc mọi người nghĩ gì nè, chắc chờ đài Thi ra đây quá. Không có đâu, tại biết sao không, Thi cố tình Thi ra đây để sao Thi trải nghiệm cái cảm giác là thử thách đứng trời mưa để chia sẻ cho tất cả anh chị em mình xem những video clip nó sẽ mới mới lạ lạ. Chứ thật ra là quay trong nhà thì mỗi ngày rồi, cho nên là Thi muốn chia sẻ những điều gì đó mới mới thêm để cho tất cả anh chị em mình xem để vui vẻ. Đó, về có thể là lắng nghe Thi nghe chuyện này nọ, nói chung là cũng đỡ buồn. Nợ trời mưa mà uống một ly cà phê như thế này thì đỡ buồn biết mấy phải không? Ừ. Cho nên mỗi ngày mình cứ sống vui vẻ đi, hoạt bát với hòa đồng với mọi người đi thì mình thấy cuộc đời mình nó thanh thản hơn, với lại đầu óc mình nó sẽ thoải mái hơn. Thì thôi bây giờ em đi qua đây em mua ủng hộ chị này nha, 5 bịch bánh mì. Ngày xưa mà Thi đi làm công ty á, mà trời mưa mà Thi không có xe á, Thi sẽ đi bằng cái gì mọi người biết không? Đi bằng xe buýt. Xe buýt nó khổ dữ lắm, không phải dễ giống như đời bây giờ đâu. Đâu lấy cho em 5 bịch đi chị. Thôi bà xách qua bển luôn đi. Đó, xe buýt á, cho nên là nhiều khi khổ lắm chứ không phải dễ giống như bây giờ. Còn bây giờ kiểu như là có tiền, có xe này nọ rồi, đi đâu có taxi chạy. Cái ngày xưa khổ gần chết. Người ta không có tiền, người ta lo lắng lắm, người ta đi làm kiếm tiền. Mình từng trải qua cái kinh nghiệm cực khổ á. Trời nắng, trời giông, trời mưa này nè, mẹ thì ngày xưa đi giăng câu giăng lưới nè. Đâu có tiền đâu ngày xưa. Xưa đi giăng câu giăng lưới trời mưa này, mẹ thì tầm tã ra giữa sông luôn, thì hồi hộp thì sợ mẹ thì chìm ghe, mẹ thì chết luôn á. Hồi hộp lắm, phải dễ đâu nha mọi người. Nhưng mà nghèo quá rồi phải chịu thôi. Còn kiểu như mà có rồi nói sao cũng được. Còn Thi đã trải qua những bao nhiêu thăng trầm rồi, cho nên Thi rất là vui. Đến hiện tại dù mọi người có chỉ trích Thi đi chăng nữa,
Thì Ti cũng xin chân thành cảm ơn những lời chỉ trích đó, cho nên có một cái sự thay đổi phát triển đến hiện tại. Ti Thi bền vững. Bữa nay có ba bà chị bạn của Thi nè, ăn từ thành phố mà đến tới Bình Dương luôn. Nhưng mà mấy bà bạn này chắc ba ở Bình Dương quá phải không? Ở Bình Dương luôn phải không? Từ đó tới giờ phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Gái đẹp đến từ Bình Dương đó. Thật ra là tất cả anh chị em cũng đã biết rồi, mấy bạn này là bạn của Thi. Với lại một cái nữa là lâu lâu đến ủng hộ mà dẫn bà con cô bác nè. Gái thiệt. Nhìn bà cũng giống gái thiệt nè, nhìn không ra bà. Nhiều người nhìn không ra. Cho nên mình vui vẻ mà gặp nhau là mình biết liền à. Nhưng bữa nay đến đây ăn coi tất cả các món ăn, món nào được nhất nè. Món nào cũng ngon hả? Còn bà này sao bà ngại hoài vậy? Bà trốn hoài vậy? Bà ngại bà mắc cỡ. Rồi mấy chị này cũng mới luôn phải không? Sao anh chịu em không? Làm vợ anh nè. Thử đi. Trời ơi thấy cưng quá ha. Thấy ghét ghê, mới lớn ha. Cái kiểu này là mình là sẽ thích. Thấy không? Cái ru của mình là vậy đó. Trai mới lớn hợp ru. Trai mới mới á, mà ở dưới tỉnh mới lên á, dễ thương lắm. Hiền hậu lắm. Nói chung ít nói phải không em? Không, cũng muốn thử lắm á, tại vì chị em nhiều ở trong nhà rồi, cho nên không dám á. Chứ thử mà không quen đi thử liền. Thử cái màu đi liền. Thấy ghét ghê vậy á. 20 chưa? 20 rồi hả? 21. Thấy ghét ghê. Rồi còn đi học hả? Bữa nào thử một bữa nha. Trời ơi, dễ thương quá à. Thôi bữa nay cũng rất là vui. Mà chị này chị quen lâu rồi nha. Dễ thương quá à. Mà từ đó tới giờ ăn ở thành phố không à. Cho nên ít có, hồi đó thành phố quá đông đi, ít có giao lưu. Cho nên về để bà ở Bình Dương mới hay ghé qua đi chơi hoài à. Mà cũng dễ thương nha. Thôi cảm ơn nhiều nha, dễ thương quá à. Cũng không biết nói gì hơn nữa, tại vì chị em trong giới giống nhau rồi. Chị gặp nhau chị nói vậy thôi, chứ nói về cảm xúc quá mất công rơi nước mắt. Thôi cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Và tí nữa Thi sẽ chia sẻ tiếp tục về hành trình cuộc sống Ti Thi kinh doanh tại Bình Dương.